Xin chào thể các bác và các anh em. Buổi tối hôm qua thì em có rà soát chiếc văn số của chị em Bình Định gửi đến căn trình. Và sáng nay thì em bước vào em làm. Thì khi mà làm thì nhìn cái thiết bị của chúng này đang sử dụng. Chúng này đang sử dụng với một cái hệ thống âm thanh thiết bị mà nó cũng rất là nhiều đồ, nhiều thứ. Bởi vì chú em này là làm dịch vụ. Chú em này là giới thiệu cho anh em bạn bè gửi chiếc văn số DB D800 trong căn trình. Chú này thì là khách quen của em và giới thiệu cho anh em bạn bè gửi chiếc vang số DB D800 đến cho em căn chỉnh. Và đây là thiết bị của chú này đang dùng. Thì khi làm thì em nhìn vào thiết bị của các bác anh em và chú này có nói chuyện rằng là nó dễ gây rú rít khi mà sử dụng cái hệ thống âm thanh như này. Thì phải nói rằng là cái rú rít là một cái vấn đề muôn thuở, và nhất là đối với anh em làm dịch vụ thì nó là một cái vấn đề rất là khó khăn. Bởi vì nhiều loa to mà mở công suất lớn, rất nhiều loa, mà loa thì loa giáp, loa dựng, cần chất âm sáng, sáng và bay xa, thì có lẽ rằng là cái hiện tượng rú rít nó dễ xảy ra. Thế nhưng mà nhân tiện căn chỉnh chiếc vang số này và có test qua các cái cấu hình cũ. Đây là các cấu hình cũ theo cái mode 123 này, thì nó tương ứng với lại 123 trên mặt máy của chiếc D800. Cái dòng con số này ấy, thì cái phương pháp căn chỉnh nó tương đồng như DBS690 nhé. Tương đồng như DBS690. Đây là cái cũ này. Cái phương pháp căn chỉnh ấy, thì tương đồng như DBS690. Là phần mềm ấy thì giống y xỉ DBS690. Và DBS690 thì có rất nhiều các bác anh em tin dùng. Nhưng mà để căn chỉnh được một chiếc vang số gọi là dùng khá thì cũng không phải đơn giản. Nó phải thông qua cái vấn đề thẩm âm làm effect. Đây các bác thấy rằng đây là phần mềm của chiếc vang số DB D800. Ngày hôm qua thì em nhận được hai chiếc vang số của hãng DB. Một chiếc là Pro 2 và một chiếc là D800, đều của hãng DB. Thì một cái vấn đề là cái hãng DB em cũng đã chia sẻ rất nhiều rồi. Thường xuyên ra các cái model mới giới thiệu với khách hàng. Thế nhưng mà không có cái gọi là cái lớp tập huấn về căn chỉnh cho anh em bán hàng cũng như anh em thợ, để anh em có thể nắm bắt được cái phương pháp khi mà làm vang số. Rất nhiều các cái hãng vang số, mà cụ thể là DB. DB ra rất nhiều sản phẩm, liên tục ra các cái sản phẩm mới. Thế nhưng mà lại không cập nhật về cái phương pháp cho anh em bán hàng hay là người dùng để nắm bắt được cái vấn đề mà căn chỉnh. Đây là phần mềm này, các bác thấy rằng là đây là phần music này, phần mic này. Xong rồi lấy nét để cho các bác anh em, nhìn cho dễ này. Tí nữa em sẽ chia sẻ để cho các bác anh em có thể là áp dụng được. Đây là phần mic này, phần mic, phần effect này, đây phần effect này, phần main này, phần sub, phần canter, su dao, hệ thống. Và cái effect tổng khi ở cấu hình 1 này là 44 nhé. Thì cái dòng vang số này cho phép chúng ta đặt về cái giá trị khởi động của nhạc, mic, effect và giá trị tối đa theo từng chế độ. Nó cũng giống như DBS690 thôi, cho phép chúng ta đặt giá trị khởi động và giá trị tối đa theo từng chế độ. Thì đây nó là cái 1 này, cái 1. Thử luôn âm để cho chú em này có thể nghe được cái cũ này. 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6 1 2 6. Tiếng effect nó rào rào như thế này thì khó dùng rồi. Cái hai này, cái mấu chốt là chúng ta phải làm effect sạch đã. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 9 1 2 6 9 1 2 6 9. Cái effect nó rào rào, nó không sạch sẽ. Nó tương đồng như DBS690 và DBS690 Pro nhé. Đây cái 3 này. 1 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 4 7 7 2 3 5 6 9 1 2 6 9. Chú em này là khách quen mà, cho nên rằng em cũng có sự lưu tâm trong vấn đề căn chỉnh. Ở đây là một cấu hình mà em làm gọi sơ sơ này.
Thì rõ ràng cái chất âm của em làm nó đã có sự mềm mại và sạch sẽ. Và vấn đề căn chỉnh trong giải quay dơ là chưa căn chỉnh nhé. Phần music này, phần mic này, phần effect này, phần main này, phần sub này, phần ken này, sâu dao này, phần hệ thống này. Thì ở cấu hình này đang để là cái effect tổng là 36 nhé. 36 thì rõ ràng là cái chất âm mà em làm ấy thì nó có một cái tính chất mềm mại và nó có một cái độ chân thật ở trong cái hiệu effect. Và chúng ta sẽ dùng cái effect để mà thúc đẩy âm sắc, cho nên rằng là cái mic nó sẽ nhẹ hơn nhé. Đây sẽ các bác sẽ nghe lại này. Khi chúng ta làm cái effect tốt ấy thì nó sẽ thúc đẩy âm sắc và nó làm cho cái phần mic nó nhẹ hơn. Đây cấu hình số 4 này. 1 1 2 1 2 4 7 10 2 3 5 1 2. Thế còn cái cũ này, khi mà làm effect tốt ấy, thì nó sẽ thúc đẩy được cái phần âm sắc lên và nó làm cho mic nhẹ nhàng hơn. 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 4 7 10 2 3 5 6 1 2 6 6. Thì bây giờ em sẽ chia sẻ các anh em một cái cấu hình để các anh em có thể là áp dụng được nhé. Các anh em cứ làm giống như em đây và có thể là tùy biến trong cái giải quay dơ của phần mic, phần main, phần music. Đầu tiên là cái phần phần music thì các bác anh em có thể là tham khảo trước là về vấn đề cắt thấp. Cắt thấp này là 40.1 này. Phần mic, phần mic thì có làm chế độ limit đầu vào này. Đây limit đầu vào này. Cắt thấp là 71.5 nhá, chưa căn chỉnh gì giải quay dơ. Tiếp đến là cái phần effect này. Các bác anh em cứ áp dụng các cái thông số ở trong phần effect mà em đã căn chỉnh nhá. Xem nào cho nó không nét. Đây. Các bác đã áp dụng cái thông số ở trong phần effect mà em đã đặt các giá trị ở trong phần effect đây nhá. Kể cả anh em bán hàng mà đang bán cái dòng vang số DB D800 thì có thể tham khảo này. Đây là phần effect. Đây là phần effect. Đây, gần vào cho các bác anh em có thể là thấy được cái thông số trong phần effect này. Đây là thông số trong phần effect. Thông số trong phần effect đây. Thì cái mấu chốt ở trên một chiếc vang số ấy là chúng ta phải làm cái effect kết hợp với lại cái effect tổng nữa nhá. Effect tổng là 36. Tiếp đến cái phần main này. Phần main thì nó rất quan trọng vào cái tỷ lệ cho dì vọt nhá. Phần main là nó rất quan trọng vào tỷ lệ cho dì vọt và chúng ta phải đặt ở cái mi này nhá. Đặt ở cái mi này chất âm đẹp hơn này. Ở đây nó có 3 mục để cho phép chúng ta như vậy chọn. Thì chúng ta sẽ tích vào cái mi này nhá. Có làm cái limit của phần main này. Có làm cái limit compressor ở phần main, tỷ lệ cho dì vọt này, cắt thấp cắt cao. Thậm chí làm sub này, nó còn ảnh hưởng đến cả phần mic và phần effect nhá. Làm sub này nó còn ảnh hưởng cả đến mic và effect. Làm sub nó còn ảnh hưởng mic và effect. Phần canter này. Phần canter. Được. Sao này không nét. Canter này. Phần sâu dao này. Thì cơ bản nhất là chúng ta sẽ làm phần effect này. Phần effect và phần main, tức là cái tỷ lệ cho dì vọt. Thì các bác thấy được cái cấu hình mà em vừa mới làm sơ sơ thôi nhé. 1 1 2 1 1 2 1 1 2. Thì cũng khá dễ dùng rồi. Em nghĩ rằng các bác anh em cứ áp dụng các cái thông số mà em vừa mới chia sẻ thì sẽ có một chiếc vang số gọi khá hay. Rồi các bác anh em sẽ nắn chỉnh dần ở cái giải quay dơ thì nó sẽ dần dần sẽ hoàn thiện hơn.